Ok các bác nha, chào các bác nha, chào toàn thể bà con nông dân mình nha các bác. Thì hôm nay em lên trên Thọ Xuân này. Ở đây là ở đâu vậy anh Sơn? Thọ Xuân hả? Ở huyện nào? Xuân Phong, xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân nha các bác. Thì em chạy lên đây thì để bán giúp anh hai con bê đực nha các bác, hai con ba bê đực nha. Đó, đây là đàn bò, tất cả là đàn bò của gia đình anh nha các bác. Rồi bê anh bán hết rồi. Đó, còn đây là tất cả gia đình bò, tức là anh nuôi bò là đều bán tinh ba bê hết nha các bác. Hai cặp ba bê đực này là 49 triệu vá. Quay coi nào. Rồi ok các bác nha. Các bác nhìn kỹ chưa? Rồi. 49 triệu nha các bác. Đó. Bông má ok đấy các bác. Ba bê cũng không phải là để nổi, ba bê cũng chất lượng đó các bác. Đó, các bác nhìn kỹ chưa? Rồi. Ok các bác nha. Thì trước mặt các bác là hai con, hai một cặp ba bê nha các bác, và giá chủ nhà đưa ra là 49 triệu nha. 49 triệu cho bà con nông dân mua về, mua về nuôi bò béo nha các bác. Đây. Đó. Đối lát lưng này. Đó. Ok chưa? Đó, các bác nhìn kỹ chưa? Đó, con này là con đầu tiên nha. Xoáy xiếc ok nha. Đó. Rồi. Ba bê phối tinh nha các bác, không phải ba bê nhảy nha bà con nông dân mình. Không có, các bác lại vô bình luận các bác bảo ba bê nhảy. Đó, con thứ nhất, con thứ hai này. Con thứ hai bông nha. Con này thì lối lát có vẻ to hơn nha các bác. Đó, nhưng mà cái loại ba bê này là nó tách mẹ rồi nha các bác. Tách mẹ rồi không còn bú mẹ nữa nha. Nên ba bê này về là mình nuôi là không sợ sút nha các bác. Đó, con này con thứ hai nha, xoáy xiếc cũng ok, chân cẳng này. Đó. Rồi ok các bác chưa? Hai con nha. Hai con này là 49 triệu nha các bác. Rồi. Có thương lượng cho bà con nông dân không anh? Có bớt tiền xe tiền cộ không đây? Có bớt lộc tiền xe. À rồi. Tức là anh bớt lộc lá tiền xe cho bà con nông dân mình nha các bác. Đó, ok các bác, nó hơi ngược nhắn các bác thông cảm. Với cái máy quay của em nó có vấn đề rồi các bác. Đó, nên bà con nông dân coi. Con này nó to hơn các bác nha. Đó, rồi ok các bác. Rồi còn con nào nữa anh? Con mẹ nha. Con mẹ à? Con chứa đấy, 27 triệu cả. Con mẹ đang chứa. Con đấy thì rồi, coi con nào, con kia hả anh? Đây, con đây này. Con này hả? Không, con này này. Con nào? À con này hả? Chứa 3B hả anh? Chứa mấy tháng rồi anh? Được 2 tháng 2 ngày. 2 tháng 2 ngày rồi vâng. Rồi ok các bác nha. Con này lai man nha các bác. Đó, 27 triệu nha các bác. Đó, quay sơ lại cho bà con nông dân mình nhìn kỹ lại một lần nữa nha. Cho ra đồng đó cho các bác xem kỹ luôn. 27 triệu nha. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để đến tìm mua cặp con bò này nha. Bò to nha các bác, bò tầm đại nha. Đó. Rồi ok các bác chưa? Chân cẳng ok nha, mặt mũi nha. Đó, chữa 3B hơn 2 tháng rồi nha các bác. Con này thì chữa đã vú hơi căng rồi. Xoáy xiếc thì nó có khuyết điểm là xoáy nha. Nó xoáy nó đóng xịt xuống bên dưới tí nha các bác, không phải đằng sau hẳn nhưng mà xịt xịt bên dưới nha các bác. Mình cứ gọi là xoáy nó lùi đó các bác ạ. Đó, có sao nói vậy nha. Còn to nha các bác. Giá 27 triệu con này là em thấy rất hợp lý nè các bác này. Đó. Bà con nông dân nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến em để em bắt con bò cái này cho các bác. Rồi ok các bác. Đó, các bác nhìn thấy đàn bò chưa? Đó, ông chủ trang trại đó các bác ạ. Đây này, cái khu trong đó là khu đồn điền của anh đó các bác ạ. Rất rộng lớn ở trong đó. Đó, rồi ok các bác nha. Bây giờ con ba bê này bác lấy nhiều tiền không? Nói chung là hai cái rồi đúng rồi. Không vấn đề chứ cái gì đấy. 52 triệu. Đó hỏi anh mua cái bao nhiêu thì vâng. Ra đấy thì mình biết. Rồi đã, rồi. Còn con đi này. Còn con đi là con đi này. Là coi như là 10 coi như là 17 năm này. Con nào 17 năm? Con đi 18 này. Con tới 10 con ba bê con bê cái này 18 triệu đó. À. 18 triệu các bác này. Con bê 6 tháng nhá. Con bê 6 tháng. Và còn quân đi là con bê 6 tháng 18 triệu. Con đi. Bằng tiền chắc. Bê của bác được 6 tháng rồi. Cái gì đó thì thực tế nó mẹ nữa rồi mà em bảo là em đang quay mà phải đọc là bê 6 tháng. Được. Còn hai quân đi thì nói chung là 50 18 triệu các bác ạ. Cao các bác nha. Con này cao không bắt được. Cao lắm.
Rồi ok các bác nha. Thì sau một hồi chú cháu bàn bạc đi và đi đến thống nhất nha các bác. Thì toàn bộ đây là bò của nhà chú nha. Đó thì hai con bò 3B này nha các bác này. Thì trước mặt các bác là một đàn bò này của nhà ông chú này, ở trên đây là Thọ Xuân nha các bác, cách nhà em hơn 50 cây số nha. Đó thì em sẽ báo giá cụ thể cho các bác. Ở trong đây thì chỉ có hai con nha, hai con báo giá hợp cho các bác mua về nuôi nha các bác. Thứ nhất là con 3B cái nha các bác. Con này là lai xin nha. Đó, con này rất đẹp nha các bác. Con này được hơn 6 tháng tuổi rồi nha các bác. Đẹp lắm các bác ạ. Đó. Các bác nhìn đuôi này, xoáy xiếc này. Đó, xoáy xiếc nha, mông miếc này. Đó, bộ phận sinh dục rõ ràng nha. Đó, quay kỹ cho các bác xem luôn đầu tai nha. Đây. Rồi, ok các bác chưa? Các bác nhìn rõ chưa? Đó, lai xin nha các bác. Đuôi này cũng đuôi to nha. Đuôi to nha. Dành cho những bác nào ít tiền nha, mình có thể mua con này mình nuôi giống lên nha các bác. Ví dụ gia đình nào ít tiền, em để ý rất nhiều bác là chọn cái loại B nhỏ này này. Thì bây giờ em quay luôn trực tiếp cho các bác xem nha. Con này là 16 triệu nha các bác. Đó, lần đầu là bác đòi 18 triệu đúng không các bác? Nhưng mà sau một hồi thương lượng thì bác chấp nhận cái giá em đưa ra là 16 triệu nha các bác. 16 triệu nha. Rất hợp lý nha các bác. Đó, rồi ok các bác nha. Một con đầu tiên nha các bác, 16 triệu nha. Rồi, hiền B nha các bác. Hiền B nha. Rồi con 3B này nữa nhưng mà chưa thống nhất về giá cả, nếu mà có khách mua thì thôi nha các bác. Em cũng báo luôn cho các bác là đặt rồi. Còn đây nữa nè. Còn nếu mà chưa mua thì em báo giá cụ thể cả con này nha các bác, 3B này. Đó, rồi ok các bác. Một con đến con thứ hai nha. Thì con này bác đòi 27, 28 xong xuống 27 này. Đây các bác này, phối tinh được hơn 1 tháng rồi nha các bác. Bò đẹp nha, lai xin nha. Bò con này mới 6 răng nha các bác, em kiểm tra rồi nha. Đang thay 8 nha các bác. Bò rất đẹp nha các bác, đang thay 8 nha. Và con này bác chủ nhà ra giá là 25 triệu nha các bác. Tức là sau một hồi thương lượng thì em nói với các bác là tầm 25 triệu thì bác có thể, cháu có thể bán được cho bác. Đó, còn hơn thì chắc không. Đó thì cũng đôi bên cũng thương lượng rồi. Rồi đi đến thống nhất nha, là 25 triệu nha các bác. Con này rất tốt sữa này các bác này. Đẹp bò nha, trẻ bò nha, mới thay 6 cho các bác. Đó, mới thay 6 nha, lai man nha. Đây, đây giấu mặt các bác. Mới thay 6 nha, lai man nha các bác. Đó, các bác nhìn rõ hình dáng con bò chưa? Đó, cặp sừng rất đẹp các bác ạ. Cặp sừng này tốt sữa lắm này. Xoáy sức thì ok nha. Chân cẳng thì ok nha các bác. Và bác phối 3B nha. Bác phối 3B được hơn 1 tháng rồi nha các bác. Đó, quay rõ cho các bác xem luôn. Bầu vú thì rõ ràng nha các bác. Đây, bầu vú này các bác này. Đó, có cả vú kẹ này các bác. Con này có vú kẹ nha. Đó, ok các bác chưa? Có vú kẹ nha. Đó, cái loại vú kẹ này tốt sữa lắm các bác ạ. Và đã phối tinh rồi nha các bác. Đó. Rồi, ok các bác nha. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt con bò cái này các bác nha. 25 triệu nha. Đó. Rồi, ok các bác nha. Rồi, ok các bác nha. Thì lang thang lên đường trên cái nhà em tầm 30 cây rồi đó các bác, gần 30 cây đó. Thì lên ông anh ông bán cặp bò này các bác này. Nhưng mà anh em thì nói chuyện thì cũng không đến thống nhất giá cả, thì cũng quay lên cho bà con tham khảo. Các bác mà gọi em đến mua thì các bác cứ soi giá cho kỹ vào các bác nha. Thật là cặp bò này này, anh đang đòi 55 triệu này các bác này. Đó, còn cặp 3B đó này, anh đang đòi 54 triệu này. Đó, bà con nông dân nhìn kỹ, giá cả nó rõ ràng. Nhà chủ ra giá luôn các bác này, để cho các bác xem. Thực tế luôn. Đó các bác. Đó. Mẹ thì nói chung đẹp các bác, nhưng mà gầy. Nói chung mẹ nái thì còn đang, con thì hơi già tí, còn con tê đang trẻ. À, 6 răng. Con như em tưởng đoạn rồi, nhưng mà nói chung là nước sữa thì cũng được, mình nói gì nói cho đúng. Chứ đừng có thì bán cho bà con nông dân, cho bò này thì thật sự là bò sạch đó các bác ạ. Bò đẹp đó, chứ không xấu. Đó, bò tầm cũng ngưỡng trên tầm trung rồi các bác ạ. Chứ bò không phải nhỏ đâu, bò to đó các bác. Nói vậy là các bác hiểu rồi. Cặp ni anh đòi 54 triệu này thì thật sự là quá cao, chả bằng chi. Em đi em nhẩm thôi, em nhẩm, nếu mà con 3B nó tầm 20 triệu thì con mẹ nó tầm 35 triệu. Em cứ nhẩm mà rứa thôi. Là ra tiền cho các bác, mà em đến thì em thấy nó vành. Đây con 3B này các bác này. Con 3B nuôi này. Và con mẹ này có được 35 triệu không các bác? Đó, tính ra cho bà con nông dân mình coi thôi. Ý là tham khảo giá, các bác có gọi em đến thì các bác cũng phải gọi thương lái đó, cho đỡ mất công. Em ở xa lắm các bác, không ở gần, nhưng mà bò đẹp các bác. Đẹp rồi, ok các bác nha. Đó, quay sơ cho các bác xem. Cặp này bác chủ nhà đang giá là 54 triệu này. Thì qua theo quan điểm của em là quá cao nha các bác.
Đó con mẹ ăn ạ. Con bê con này là bê đực nhé. Con này đang nhỏ lắm, con này chưa bán tách được. Con này xoáy thì ok các bác. Bê đực bê đám ăn đẹp. Con này xoáy xiếc ok. Đúng rồi. Con này xoáy xiếc ok. Được rồi các bác ạ. Rồi ok các bác nha. Ta lại đi tiếp nha các bác. Đi tiếp nha bà con nông dân mình. Bê đẹp. Ôi nó phối tình không? Phối tình không? Bê này về phối. Mình biết lên. Cao dài. Bà phối. Bê đẹp đó các bác. 17 triệu bán không? Hả? Rồi đó. Được thì mô cháu làm trực tiếp ở trên mạng luôn này. Thật mà. Thế là vô cháu nói chuyện với sau nếu mà ô đồng ý thì người ta đến người ta bắt. Đấy là 17 triệu là hợp lý đó chứ không 17 triệu được giá. Đẹp. Đẹp các bác ạ. Bên này này đang bảo ô 17 triệu có được không này. Nếu mà được thì các bác đến ngay và luôn luôn để coi bắt chủ nhà được thì bắt. Đây. 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 Vâng. Chân cẳng to nha các bác. Chân cẳng to nha, cũng vui cao nha. Dậu yếm này. Bên này nái thì đẹp nha các bác. Đó. Nếu mà đồng ý bán 17 triệu thì em thông báo cho các bác nha. Rồi ok các bác nha. Ta đi tiếp nha các bác. Con mẹ con nói rồi kìa. Còn con đó. Con đó là con bò một. À. Con đi lấy nhiều tiền không? Con đưa 26 triệu 500 đó. Chữa chưa? Chữa 3 tháng vậy. Rồi ok các bác nha. Con này bác chủ nhà 26 triệu 500 này các bác này. Con này mấy lứa rồi anh? 4 lứa rồi. Rồi ok các bác nha. Đây này 26 triệu 500 nha các bác. Đó. Ok các bác nhìn chưa? Con này bò 1 nha. Đó. Đấy ship thì ok nha bác. Con nó cần gì liên hệ trực tiếp gặp em để đến bắt với con 26 triệu nha các bác. Rồi 26 triệu. Rồi ok. Con này là cặp này là 30 ba mấy triệu bác nhỉ? Đây. Bác em coi nào, nếu mà được thì em ok, còn không được thì loại bỏ. Em bán ở trên mạng, bán cho người nông dân nuôi trực tiếp, không bán cho thương lái. Bác nên hiểu rứa. Đây, con bê đến đây không? Bê cái. Con mẹ chữa mấy tháng rồi? Con này có vẻ xấu sửa bác ạ. Con bê cái hả? Ôi trời ơi. Đây, ra đây bác con. Đây. Rồi. Đây. Con mẹ kia là con của con nào? Đứa này một cặp đang đi đấy. Đứa con mẹ đứa. Đây đây, đây một cặp mẹ con đây các bác này. Bây giờ em báo này. 38 cao quá đưa lên. Hồi nãy bác báo 37 giờ em còn muốn xuống mà bây giờ bác báo 38 thì thôi cặp đứa không bắt được nhau bác. Cặp đứa bác chủ nhà nói 38 triệu thì bác nuôi thêm đi nhá. Không bao giờ có cửa cái con bê đứa được mấy đồng bạc nữa. Đó bắt được cái con 26 triệu nó mà bác nào ưng thì đến tìm mua nha. Còn con nó không mua được các bác, con nó. Chào các bác nha. Bà con nông dân mình nha các bác. Quay rõ ràng luôn các bác ạ. Dắt lên. Bỏ mua bò gọc không ấy mà không ấy chân đừng có chê nữa không. Gọc thì anh Ngọc cái răng thì bỏ nữa. Lúc bia liệu lúc này mà. Hai con nha các bác. Hai con về Nga Sơn nha. Hai con mà em quay ở trong cái clip mà ghé qua thằng em ở ở bên đây là ở Chi Ngọc nha. Phú Sơn. À Phú Sơn. À Phú Sơn Nghi Sơn rồi. À, em nói mà cái cặp bò 45 triệu đó các bác la đó. Thì từ sáng giờ là bán cho em hai con rồi nha các bác, một cặp này nha các bác. Một cặp này với một cặp bò mà em đòi 35 triệu nha các bác. Thì sáng nay ngã giá xong xuôi là 32 triệu nha. Rồi. Thì cái cặp đó là trở về trở về Quảng Xương. Quảng Xương. Quảng Xương là hai con bò à một cặp bò sáng nay đó là trở về Quảng Xương. Rồi bây giờ bán tiếp cho em đó một cặp bê cái lở nha các bác. Đó, thì cặp này là bữa là em đòi 33 triệu này các bác này. Thì anh chị ngoài Nga Sơn vào đó, hơn 100 cây đó anh chị nhờ. Thì vào bắt luôn các bác này. Thì cặp này là ngã giá xong xuôi là 31 triệu 500 nha các bác. Đó các bác nhìn rõ chưa? Rồi người thật việc thật nha. Rồi ok các bác. Rồi ok các bác nha. Trước mặt các bác là một cặp bò cái nha các bác. Đó thì cặp này trở về cho ông anh ở ngoài Quảng Xương Thanh Hóa nha.
Đây thằng em nó chở lợn luôn này các bác này, thì quay sơ cho các bác xem nha. Đó. Ok các bác chờ. Cặp này là 32 triệu nha các bác. 32 triệu nha. Đó. Bò mẹ nha. Con B3B mới đẻ được chưa được tháng đâu các bác ạ. Con mẹ lai xin nha. Con mẹ này mới hai lứa cho hai nha các bác. Đó và chưa lên giống nha các bác. Đó quay sơ cho các bác xem nha, cho bà con nông dân mình tham khảo giá nha. Rồi thì những bác nào mà có nhu cầu mua bò thì các bác nhớ đăng ký kênh nha. Rồi nhớ nhấn chuông nha các bác để theo dõi những video mới nhất từ kênh Khởi Nghiệp nha. Còn những bác nào mà có nhu cầu bán thì các bác nhớ đăng ký kênh, rồi các bác đừng ngại ngần gì cả nha. Đó, các bác muốn bán thì các bác cứ liên hệ trực tiếp gặp em sẽ đến nhà các bác mua một cái giá thành nó hợp lý nhất cho bà con nông dân mình nha. Các bác lưu ý là bán bò cho em không qua thương lái nha. Và các bác không phải mất một đồng tiền trung gian nào nha các bác. Rồi, ok các bác nha. Chào các bác nha. Chào toàn thể bà con nông dân mình nha các bác.